Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em mấy cái combo dao nhật giá rẻ. Dao này thì mình đã vệ sinh sơ sơ thôi nha, khử mẻ rồi cho anh em thôi, chứ chưa có mài bén. Anh em về thì tự vệ sinh, tự mài bén để xài ha. Rồi, hôm nay chỉ có 8 bộ nha anh em. Anh em nào mua thì liên hệ với mình theo thông tin số điện thoại trên tiêu đề nhé. À, anh em nào mua vui lòng chuyển khoản cho mình nha, rồi mình gửi hàng. Lúc này mình không thể đi lấy tiền COD nữa, anh em thông cảm. Với việc vận chuyển bây giờ nó cũng rất là khó khăn. Đây ha, bộ số 1 nha anh em. Bộ số 1 giá 500 ngàn 2 cây. Đó, một cây Santoku 3 lớp và một cây này của Global. Cái Santoku này thì 3 lớp thép ốp không gỉ, lõi carbon, thép của Hitachi nha, có thể là thép trắng xanh gì đó, mình cũng không xác định rõ. Ốp không gỉ, cây này dài 16, bản rộng là 43, dày khoảng 2mm nha anh em. Đây là bằng cái khâu bằng gỗ ổn định nè, cái cán cũng bằng gỗ luôn. Cây này xài rất là tốt, rất là bén luôn á. Nếu bình thường cái cây này xong mình làm vệ sinh xong mình bán cũng 450-500 mà nha. Cái này cái Global dài 13, bản rộng là 33, dày chúng 1.2mm thôi nha. Đó. Bộ này bộ số 1 500.000 bao ship cho anh em. Global mình hạ gốc lại rồi anh em về liếc hai cái là xài đủ xài luôn đó nha. Rồi, bộ số 2, bộ số 2 này 550 nha anh em. Đó, bộ số 2 coi một cây đề 3. Rồi, bộ này 550 thì rẻ quá ha. Một cây Petty giấy xanh và một cây đề 3. Bộ này thì 600.000 nha anh em, 600.000 bao ship nha. Bộ số 2 600.000 bao ship. Một cây đề 3 khâu sừng nha. Cái này là dính băng keo nè anh em, về lấy xăng dầu chùi ra, mình làm biến chùi quá. Đó. Khâu sừng vàng. Và một cây Betty thép giấy xanh. Cái đề 3 này thì dài 10 gần 15 ha. 14.5 đi. Ra khâu sừng, bản rộng là 4.1, 4.2 đó. Về chắc khoảng 5mm ha. 5.9 nè, nhưng 6 đi. Ở đây thì 5.85. Ở đây 5.5, rồi chừng 5.5 đi. Đó. Khâu sừng nha. Logo đây. Mình đã khử mài vệ sinh sơ mặt sau nè. Hạ gốc là cho anh em luôn nè, để một cái đường micro bevel nhỏ luôn rồi nè, anh em về liếc vài cái là bán này ha. Cây này thì mình chưa có sử dụng, chưa đụng tới. Cây Betty này thì dài 12, bản rộng là 27, dày 2.6, mỏng về mũi. Cây này thì của làng Tosa hay gì đó. Cái thép giấy xanh họ dập ở đây nhưng mà nó đứt khúc hết phần nữa rồi nha. Đó. Con này thì khâu nhựa nha anh em. Rồi cặp này 600.000 bao ship nha. Đề 3 khâu sừng bình thường con này cũng bán cỡ 350-400.000 rồi. Đó. Con này thép giấy xanh. Rồi 600.000 bao ship nha em. Bộ số 2. Bộ số 3 700.000 một cây Nakiri và một cây Santoku ốp không gỉ lõi carbon. Nakiri đây, hiệu này cái gì đây không biết luôn. Nakiri cũng 3 lớp thép nha anh em, 3 lớp thép dài 10 lưỡi, bén là 15 chấm gần 16 ha. Bản rộng cũng còn rộng lắm ạ. À. Ở đây là 52 luôn á.
Cái này tình trạng cũng còn khá là ok. Này đánh sơ sơ nó sẽ bay mấy cái lớp gỉ này ra là xài à. Mài bén là xài à. Không có bị mẻ gì nha anh em. Đây 4.3 mỏng về mũi chắc còn có 1.5 à, 1.4. Santoku dài 16. Bản rộng là 44. Dày cả 2 mm nha, 1.8. Đó, bộ này là 700.000 bao ship nha anh em, coi như là có 650 á, 650 hai cây này thì quá rẻ. Nhật bán kiểu này là rẻ hơn giao bãi luôn. Lúc này do mình dọn cái kho mình nhiều quá rồi. Để lâu thì nó gỉ sét hư nó uổng, nên mình thanh lý lại giá rẻ cho anh em trong mùa dịch này ha, cho dễ sử dụng hơn. Đó, chứ mấy cây này làm xong sơ sơ cây Nagiri thì bán cũng khoảng 400-500 ngàn rồi, 450-500 này. Rồi bộ này 700 bao ship nha. Bộ số 3. Bộ số 4. Bộ số 4 750 bao ship ha anh em. Một cây đầy 3. Cái cây này giống như sừng nhưng mà nó không phải sừng nha, một cái dạng dạng nhựa cao cấp vậy đó. Cây đầy 3 này mình hạ gốc rồi nè. Đó. Mặt sau mình cũng hạ rồi, khử mẻ rồi, đi một đường micro nhỏ ở đây nữa. Anh em về lướt sơ sơ là xài thôi. Dài 15. Đề ba bình thường cỡ này cũng 500 ngàn rồi ha. Và 46, rộng 46 ở đây thì nó 47 đó. Dày 7 mm. Cây cây Santoku của Sakai Ichimonji Mitsu Haya. Haya thì của hãng Sakai Ichimonji. Hãng này thì giao rất là mắc tiền nha anh em. Con này thép không gỉ nè, nguyên khối molybdenum vanadium á. Dài nó là 17.5. Bản rộng là 42. Này có thể là xem là Gito 18 á. Dáng nó giống Gito hơn Santoku. Bạn dày là 1.7. Rồi, bộ số 3 này 700.000 bao ship nha anh em. Đây, bộ số 4 chứ. Bộ số 4 là 750 nha anh em. Bộ số 4. 750.000 nha. Đề bao mặt sau mình đã làm sơ sơ, anh em về mài là bén là xài ha. Bộ số 4 750 nha. Bao ship rồi đó. Bộ số 5 cũng 750 luôn. Một cây đề 3 của Kai và một cây Santoku ốp không gỉ loại carbon. Cây đề 3 thì khâu sừng trắng nha. Nãy giờ thấy đề 3 khâu sừng không à? Cây này của Kai nè. Dài 15. Bản rộng là 44. Mình đã hạ ghéo gốc sơ sơ à, anh em. Mặt sau cũng vậy luôn. Cái khâu sừng cái cán mình chưa có vệ sinh nha. Mình sẽ làm một cái video vệ sinh cán cho anh em tham khảo ha. Cái này dày bao nhiêu? Dày 6.6 à. Cái Santoku 3 lớp ốp không gỉ lõi carbon. 16.5. Ở rộng đây là 4.1. Vậy chắc 1.5, 1.8 ha. Rồi, bộ số 5 này 750 bao ship luôn nha anh em. Bán giá này là thua giao bãi cái chắc luôn đó. Anh em giờ đi ra bãi mua hai cây này cũng đâu có dưới 700 ngàn đâu. Khâu sừng nha anh em. Đây là khâu sừng vàng, làm vệ sinh lại xong nó đẹp lắm. Rồi, bộ số 5 750. Bộ số 6. Bộ số 6 cũng có cây của Kai khâu sừng vàng nữa nè, cây này còn đẹp hơn nữa. Là một cây Santoku ốp không gỉ loại carbon luôn, cây này mình cũng không có coi nó là hãng gì luôn ha. Bộ này thì số 6 là 800.000 nha anh em. Tính ra một cây không tới 400.000 nữa.
800 ngàn là đã bao ship nha anh em. Cây đề ba này dài tới 17 lân nha, rất là đẹp. Mặt sau thì nó bị gì đây, cũng không có gì bị sâu hết nha, mình mới làm sơ sơ thôi. Mình làm đẹp lại cây này bán cũng 800-900 ngàn một cây luôn á, chứ không vừa đâu ha. Mà làm biến quá rồi, lúc này làm biến dữ rồi, tại còn nhiều đơn hàng quá. Cây này dài 5.1. Cái này khá là đẹp ha, nặng, dày nặng nữa, khâu sừng vàng luôn, lưỡi không bị cong, rất là đẹp. Santoku ốp không gỉ, lõi carbon 3 lớp thép nè, dài 16 chấm mấy đó, cho 16 đi. Cái này dài bua dài rộng 4.3 đi, dài với 1.5 ha, 1.7 đó. Rồi bộ số 6 này 800 ngàn bao ship nha anh em. Mình đã hạ gốc sơ sơ cho anh em về, cho anh em dễ làm, chứ đề ba nó hạ gốc chua lắm. Anh em mài bằng tay là mệt xỉu luôn á ha. Mình có máy thì mình làm nhanh hơn. Rồi 800 ngàn cho bộ số 6 bao ship nha. Gàng cây có 300 mấy ngàn cái gì. Rồi bộ số số 7 của một cây đề ba khâu sừng của hãng Ichimonji nè. Ichimonji, Kikuchimonji chứ không phải Ichi, Kikuchimonji, vĩ đập rồi nha. Là một cây Santoku 3 lớp thép ốp không gỉ lõi carbon. Cây này vân khá là đẹp, anh em về mài này lên vân rất là đẹp ha. Bộ này cũng 800 bao ship luôn nha anh em. Cái này 16.5. Kikuchimonji thì nó rất là mắc tiền nha anh em. Dao này bản rộng còn 45. Cái này là cái dáng là vậy nha anh em, chứ không phải nó mòn ha. Cái dao này dáng là vậy nha. Nó giống như AI D3 vậy đó. 6.5. Cây Santoku dài 16.2 gì đó, khoảng rộng là 43, về chắc có 1.7 1.8 ha, 1.6. rồi bộ này cũng 600.000 luôn, 800.000. Bộ số 7 800.000 bao ship nha anh em. Cây đề ba của Kikuchimonji khâu sừng, cây này làm vệ sinh sạch đẹp lại, mình bán bằng giá hai cây luôn á. Rồi nha, đây bộ số 7 800.000 bao ship. Rồi bộ số 8, bộ cuối cùng. Một cây đề ba khá là to ha, khâu sừng. Hắn gì đây không biết luôn. Và một cây này giống như kirit, ngắn hơn kirit suke, nó gọi là cái gì mình không nhớ được. Cây này do cái mũi nó hư nên mình sửa lại nha anh em. Mình cũng đã mài sơ sơ lên nè. Cái cây này nó mỏng. Cây này cắt rất là quén, hai cây đều khâu sừng hết. Bộ này, riêng bộ này 900.000 bao ship hai cây nha anh em. Bộ số 8 là 900.000 bao ship nha. Dài gần 18 nha anh em, đề ba dài gần 18 luôn. Bản rộng là 48. Cái này về đây làm lại đẹp lắm. 7 mm, dài 7 mm. Bán cái này làm lại đẹp lắm. Cái này chắc dài 16.5. Bản rộng là 41 42, dày 3.4, ở đây thì còn 2. Rồi ha. Đây là bộ số 8, 900.000 bao ship nha anh em, hai cây khâu sừng hết. Tình trạng cũng còn khá là ok, về xài ngon lành. Rồi hết nha anh em, nhiêu đây thôi, anh em nào mua liên hệ với mình nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình, nhớ bấm đăng ký kênh để mà theo dõi những video mới nhất nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.